Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ dẫn các em xin học lớp 6 bài số 16 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Hôm nay Thầy bị viêm họng nên nói chuyện khó nghe một chút nhé. Các em không cảm nhé. Dù là bị viêm họng nhưng mà Thầy vẫn cố gắng quay bài giảng cho các em có bài học nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài 16, khăn to da do đâu? Trong quá trình sống thì cây không những cao lên mà còn to da, đúng không? Vậy khăn to da nhờ bộ phận nào? Khăn cây gỗ chuyển thành có cấu tạo như thế nào nhé? Tiếp theo, một nhỏ là tầng phát sinh. Hình 16.1, mình sẽ quan sát hình 16.1 và hãy nhận xét và ghi lại. Cấu tạo trong của khăn cây chuyển thành có gì khác với cấu tạo trong của khăn non? Theo em, nhờ bộ phận nào mà khăn to da được? Nhờ vào vỏ hay trụ giữa? Cả vỏ và trụ giữa. Giờ mình sẽ xem cái hình 16.1 và mình trả lời nhé. Đây là hình 16.1, đây là sơ đồ cắt ngang của cây chuyển thành. Mình thấy là tầng ngoài sẽ là lớp vỏ, đúng không? Số 2 sẽ là tầng sinh vỏ. Tầng sinh vỏ đây. Số 3 là thịt vỏ. Số 3 là hạt vỏ. Số 4 là mạch ray. Số 4 là mạch ray ở đây. Số 5 là tầng sinh trụ. Số 5 là tầng sinh trụ. Và số 6 là tầng đây 6 là mạch gỗ nha. Rồi sau khi xem hình xong mình trả lời nha. Như vậy là thân cây chuyển thành sẽ có thêm tầng sinh vỏ và tầng sinh cây sinh trụ. Một nhỏ tầng phát sinh, quan sát hình 16.1, hãy nhận xét và ghi lại. Cấu tạo của thân cây chuyển thành có gì khác cấu tạo trong của thân non? Theo em, nhờ bộ phận nào mà thân to ra được? Nhờ vỏ hay trụ giữa hay cả vỏ và trụ giữa? Trước khi trả lời, mình sẽ quan sát hình 16.1. Đây là sơ đồ cắt ngang của thân cây chuyển thành. Mình thấy là số 1 sẽ là vỏ ngoài của cây, đúng không? Số 2 sẽ có tầng sinh vỏ. Số 3 là thịt vỏ. Số 5, số 4 là mạch ray. Số 5 là tầng sinh trụ. Và số 6 sẽ là mạch gỗ. Như vậy nó sẽ có thêm hai phần nữa là tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ, đúng không? Giờ như vậy mình trả lời nhé. Như vậy cấu tạo trong của khăn chuyển thành có gì khác cấu tạo trong của cây của khăn non? Mình thấy là khăn cây chuyển thành sẽ có thêm tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ nhé. Như vậy là cây to da là nhờ vào tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ, đúng không? Giờ mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Khăn to da do sự phân chia của các tế bào của mô phân sinh, tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ. Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp tế bào vỏ và phía trong một lớp thịt vỏ. Tầng sinh trụ nằm giữa mạch ray và mạch gỗ, hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch ray và phía trong là một lớp mạch gỗ. Khi bóc vỏ cây thì mạch ray sẽ bị bóc theo vỏ. Như vậy là nhờ hai cái tầng này nên cây sẽ to lớn. Tầng sinh vỏ nằm trong lớp thịt vỏ. Đây, tầng sinh vỏ này. Thì hàng năm sẽ sinh ra lúc ngoài một lớp vỏ và phía trong một lớp mạch vỏ. Còn tầng sinh trụ ở đây thì sẽ hàng năm sẽ sinh ra ngoài một lớp mạch ray và phía trong một lớp mạch gỗ, đúng không? Giờ tiếp theo là phần khảo luận. Vỏ cây to da nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to da nhờ bộ phận nào và thân cây to da nhờ bộ phận nào? Giờ hãy trả lời ba câu hỏi trên. Như vậy vỏ cây to da là nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ. Trụ giữa to da là nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh trụ. Và thân cây to da là nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và phần và tầng sinh trụ luôn. Đúng không nè? Giờ sau khi trả lời xong ba câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Vòng gỗ hàng năm. Đối với cây vùng nhiệt đới thì hàng năm về mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tăng sinh trụ, tạo nhiều mạch gỗ to, có hành mỏng,
Sư Hoành mặc quả là vòng dày màu sáng, mồ hôi thì ít thức ăn hơn, có tế bào gỗ sinh ra bé hơn, ít hơn, có hành dày. Xếp hành một vòng mỏng màu sẫm, đó là những vòng gỗ hàng năm. Dựa vào đó ta có thể xác định được tuổi của cây. Tiếp theo là rác và vòng, vác giác và dòng. Cưa ngang một thanh gỗ dè như hình 16.2 thì thấy rõ hai miếng gỗ khác nhau. Và hình 16.2 là ảnh chụp một đoạn thanh gỗ dè bị cưa ngang. Như đến ngoài cùng sẽ là vỏ cây, đúng không? Số 2 là rết, số 3 là rồng. Như vậy là rết là lớp gỗ màu sáng ở bên ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng. Còn dòng là lớp gỗ màu sẫm rắn chắc hơn rết, nằm phía bên trong, gồm những tế bào chết, vách dày hoặc có chức năng nâng đỡ cây. Tiếp theo, nội dung chính của bài học hôm nay mình sẽ có 3 ý chính. Thân cây gỗ to ra là sự phân chia của các mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trộn. Hàng năm thì cây sinh ra các vòng gỗ, điểm số vòng gỗ sáng hoặc là gỗ sẫm, có thể xác định được tuổi của cây. Cây gỗ lâu năm thì có giác và dọc. Mình xong phần lý thuyết, mình sẽ qua tiếp phần câu hỏi nha. Bài này sẽ có 4 câu hỏi, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời 4 câu hỏi nha. Và câu hỏi số 1, cây gỗ to da do đâu? Hãy trả lời câu số 1 nhé. Như vậy là cây gỗ to da là giờ sự phân chia của các tế bào ở mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trộn. Tầng sinh vỏ thì hàng năm sinh ra một lớp tế bào vỏ ở phía ngoài và một lớp hạch vỏ ở bên trong. Còn tầng sinh trộn nằm giữa mạch dây và mạch gỗ thì hàng năm sinh ra phía ngoài một lớp mạch dây và phía trong là một lớp mạch gỗ. Như vậy mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 nha. Có thể xác định được tuổi của cây gỗ bằng cách nào? Như vậy hãy trả lời câu số 2 nha. Như vậy là có thể xác định tuổi của cây gỗ bằng cách đếm số vòng gỗ của cây qua mặt cắt ngang của thân cây. Mỗi năm thì tầng sinh trụ sẽ sinh ra thêm một tầng mạch gỗ và một tầng mạch rây. Như vậy mỗi năm cây sẽ có thêm một chút gỗ ở vòng ngoài. Dựa vào số lượng vòng gỗ thì có thể xác định được số tuổi của cây. Giờ tiếp theo là câu 34. Câu hỏi số 3 nhé. Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa rết và dòng. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Rết là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài, gồm những tế bào mạch gỗ sống và có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng. Còn rồng là lớp màu sẫm, rắn chắc hơn rết, nằm phía ở bên trong gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ thân cây. Giờ như vậy mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Giờ câu số 4, người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm chụp, làm cổng nhà, làm trụ cầu, tà vẹ, làm tà vẹ, tại sao? Giờ như vậy câu số 4 này người ta hỏi mình, người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm cổng nhà, làm trụ cầu và làm tà vẹ, tại sao? Giờ như vậy là hay trả lời câu số 4 nhé. Người ta thường chọn phần gỗ lõi hay còn gọi là phần gỗ rồng để làm cổng nhà, trụ cầu, tà vẹ. Vì phần rồng gồm những tế bào gỗ đã chết, vách dày nên cứng chắc thích hợp cho việc nhiệm vụ nâng đỡ. Phần rồng cũng là nơi chứa nhiều chất độc, cây cắt chữ trong khăn nên ít mối mọt hơn phần rết, đảm bảo là thời gian sử dụng lâu bền hơn nhé. Giờ như vậy mình trả lời xong 4 câu hỏi, mình sẽ tiếp phần em có biết này, mình đọc thêm cho biết, hiểu biết thêm hơn nhé. Giờ em có biết cách đọc vòng gỗ. Khi quan sát một cây vừa được đúng xuống, ta sẽ nhìn thấy nhiều rồng tròn hình trên mặt cắt ngang của thân cây. Bằng cách đọc những vòng gỗ này, ta có thể biết được tuổi của cây đó. Mỗi năm cây lại cho thêm một chút gỗ ở vòng ngoài. Phần gỗ mới này sẽ màu sáng nên cây tăng trưởng về mùa xuân hay là mùa hạ. Còn nếu về mùa đông thì lớp gỗ này thường màu sẫm
do cây không phát triển nhiều lắm. Dựa vào sự ủng hộ, màu sáng và màu sẫm ta có thể đón được của tổ của cây. Người ta cũng thấy được là năm nào thời tiết hưởng lợi và không hưởng lợi cho cây phát triển. Thế bông gỗ màu sáng dọc có nghĩa là cây năm đó lớn nhanh hơn, lớn nhất nha. Còn số bông gỗ sáng mà hẹp là tức là năm đó cây phát triển chậm lại nha. À, như vậy mình thấy đây là cái bông gỗ đi. Đây có nhiều bông gỗ này. Mỗi cái này là một bông gỗ này. Mình thấy là sáng màu sẫm xen kẽ nha, đúng không? Là do mùa mùa khô thì sẽ là màu sẫm, còn mùa mưa thì màu nó sẽ sáng, đúng không? Đây mình điểm bao nhiêu cái vùng gỗ này chính như đây là cây bao nhiêu tuổi, đúng không? Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em có thời gian dự hiệu bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hà Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.